Tuần này, thần tài được nghe chuyện đời, chuyện nghề của người thợ bán bánh bông lan. Cái nghề này á, theo mình 14 năm rồi, khách ăn mà nói ngon quá thì mình cảm thấy trong lòng mình vui. Thế nhưng, cuộc mưu sinh chẳng dễ dàng với đôi vợ chồng khiếm khuyết. Tôi thì còn 1,5 chân, thì tôi cố gắng sẽ gánh gác cho vợ tôi. Đứa thì đi bán vé số, đứa thì tật nguyện ngồi chỗ bán gì cũng khổ lắm chứ. Khứu giác. Và chị Nga có vượt qua được thử thách của thần tài để chạm tay đến ước mơ. Kính mời quý khán giả đón xem chương trình vào lúc 19:10 Chủ nhật ngày 28 tháng 1 năm 2024 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.